Chào mọi người. Tình hình mọi người dạo này ổn cả chứ? Bất chợt mình nhìn lại, đã chuẩn bị hết năm tới nơi rồi, thời gian trôi đúng như chó chạy ngoài đồng mà. Không biết mọi người như nào, chứ lại chuẩn bị tới thời điểm mà cái nỗi sợ mang tên Tết và cái áp lực vô hình bao giờ lấy vỡ ùa về với chủ kênh. Thôi, màn chào hỏi đi vào lòng đất xong rồi, vào nội dung chính. Nhân vật chính của video này là các em thần lằn được biết tới với tên gọi Rồng Komodo, còn được gọi là thần lằn Komodo. Đây là loài đặc hữu của các đảo Komodo, Rimka Flores và Gili Motang của Indonesia không rõ vì sao được gọi là rồng, chứ mô tả ban đầu vào năm 1910, khi loài này được các nhà khoa học phương Tây ghi nhận, người ta gọi chúng là cá sấu đất. Đây cũng là tên mà người bản địa trên đảo Komodo gọi chúng. Về mặt di truyền, các em này là họ hàng gần nhất của loài kỳ đà gen, hay kỳ đà cây, là một loài bản địa ở Đông Úc. Ngay từ khi được phát hiện, chính quyền thực dân Hà Lan đã có chương trình bảo vệ từ những năm 1915, vì đã sớm biết đây không phải loài phổ biến, mà số lượng của chúng có hạn, mình cũng không hiểu bảo vệ kiểu gì. Số liệu thống kê năm 2013, tổng số lượng trong tự nhiên là khoảng 3.222 cá thể. Năm 2014 là 3.092, và tới năm 2015 là 3.014. Hiện tại, tổng số lượng cá thể trưởng thành trong tự nhiên của loài này chỉ còn khoảng 1.400 cá thể. Nguyên nhân lớn nhất cho sự suy giảm này là sự bành trướng các hoạt động của con người, nạn săn trộm nhắm trực tiếp vào loài này và các loài con mồi của chúng. Bên cạnh đó là biến đổi khí hậu, khiến môi trường sống tự nhiên của chúng bị thu hẹp, với số lượng suy giảm liên tục, chả khó hiểu lắm khi đây là loài có nguy cơ tuyệt chủng theo phân loại bảo tồn của IUCN. Mặc dù được liệt kê trong phụ lục một sai, nạn săn trộm bất chấp vẫn diễn ra, điển hình là tháng 3 năm 2019, cảnh sát Indonesia báo cáo đã tịch thu 41 con rồng Komodo non khi các tội phạm cố gắng đưa chúng ra khỏi Indonesia với giá kỳ vọng khoảng 35.000 đô la mẹo mỗi con. Tức là với 41 con rồng non này, mình sẽ có khoảng 30 tỏi. Thôi khỏi phải đi làm nữa luôn. Chém gió thế thôi, đến với các mô tả khoa học, là loài thằn lằn lớn nhất còn tồn tại theo kỷ lục thế giới Guinness. Một con đực trưởng thành trung bình sẽ nặng từ 79 đến 91 kg và dài 2,59 m. Trong khi đó, một con cái trưởng thành trung bình sẽ nặng từ 68 đến 73 kg và dài 2,29 m. Mẫu vật lớn nhất được xác minh trong điều kiện nuôi nhốt dài 3,13 m và nặng 166 kg, bao gồm cả thức ăn chưa tiêu hóa. Mẫu vật hoang dã lớn nhất có chiều dài 3,04 m và khối lượng 81,5 kg, không bao gồm dạ dày. Rồng Komodo có đuôi dài bằng cơ thể và khoảng 60 chiếc răng có thể dài tới 2,5 cm được thay thế thường xuyên. Nước bọt của chúng thường có màu máu vì răng của chúng gần như được bao phủ hoàn toàn bởi nếu răng bị rách tự nhiên trong quá trình ăn. Kiểu gì mà sao nghe ăn có vẻ khắc khổ thế nhỉ? Liên quan tới nước bọt, mặc dù các nghiên cứu trước đây đề xuất rằng nước bọt của rồng Komodo chứa nhiều loại vi khuẩn gây nhiễm trùng cao có thể giúp hạ gục con mồi, tuy nhiên, nghiên cứu năm 2013 cho thấy rằng vi khuẩn trong miệng rồng Komodo là bình thường và tương tự như những loại vi khuẩn được tìm thấy ở các loài ăn thịt khác. Điều này được mô tả kèm với trích dẫn, đây là loài vệ sinh răng miệng tốt, chúng sẽ dành 10 tới 15 phút sau khi ăn để làm sạch răng miệng. Da rồng Komodo được gia cố bằng vảy cứng, chứa các xương nhỏ gọi là xương hóa thạch, có chức năng như một loại áo giáp tự nhiên. Các lớp xương này không có ở thần lần con và thần lần non, cho thấy rằng lớp giáp tự nhiên phát triển như một sản phẩm của tuổi tác và sự cạnh tranh giữa những con trưởng thành để bảo vệ chúng trong cuộc chiến giành thức ăn và bạn tình. Giống như các loài kỳ nhông khác, rồng Komodo chỉ có một xương tai duy nhất để truyền rung động từ màng nhĩ đến ốc tai, nghĩa là chúng có thể nghe được âm thanh trong phạm vi từ 400 đến 2.000 Hz, so với con người có thể nghe được âm thanh trong khoảng từ 20 đến 20.000 Hz. Rồng Komodo có thể nhìn thấy các vật thể xa tới 300 mét, nhưng vì võng mạc của chúng chỉ chứa các tế bào hình nón nên người ta cho rằng loài này có thị lực ban đêm kém. Chúng có thể phân biệt màu sắc, nhưng khả năng phân biệt kém đối với các vật thể tĩnh. Liên quan tới các đặc điểm mình vừa mô tả, có lẽ do môi trường sống ưa thích của loài này là những nơi khô nóng và thường sống ở đồng cỏ khô, thoáng, sa van, cũng như rừng nhiệt đới ở độ cao thấp. Là động vật biến nhiệt, chúng hoạt động mạnh nhất vào ban ngày. Rồng Komodo sống đơn độc, chỉ tụ tập lại để sinh sản và ăn. Chúng có khả năng chạy nước rút nhanh lên đến 20 km/h, lặn sâu tới 4,5 m và trèo cây thành thạo khi còn nhỏ thông qua việc sử dụng móng vuốt khỏe của mình. Để bắt con mồi ngoài tầm với, rồng Komodo có thể đứng bằng hai chân sau và sử dụng đuôi làm điểm tựa khi trưởng thành móng vuốt của chúng chủ yếu được sử dụng làm vũ khí vì kích thước lớn nên việc leo trèo trở nên bất khả thi khi chúng trưởng thành rồng komodo là loài săn mồi đỉnh cao và thống trị các hệ sinh thái nơi mà chúng sinh sống chế độ ăn thay đổi với con non sẽ chủ yếu ăn côn trùng chim trứng và các loài bò sát nhỏ con mồi ưa thích khi trưởng thành là các loài móng vuốt lớn với trọng lượng trên 20 kg chúng là loài ăn thịt mặc dù chúng được coi là chủ yếu ăn xác thối chúng thường phục kích con mồi sống bằng cách tiếp cận lén lút khi con mồi thích hợp đến gần địa điểm phục kích của rồng chúng sẽ đột nhiên lao vào con vật với tốc độ cao và nhắm vào phần dưới hoặc cổ họng rồng komodo không cố ý để con mồi trốn thoát với những vết thương chí mạng mà sẽ cố gắng giết chết con mồi ngay lập tức bằng cách kết hợp giữa tổn thương rách và mất máu chúng đã được ghi nhận là giết chết lợn rừng chỉ trong vòng vài giây có một mô tả kinh dị về chế độ ăn trong lịch sử của loài này là đôi khi chúng ăn xác người đào được từ những ngôi mộ nông các em này có cách uống nước cũng khá giống nhiều loài thần lằn khác, hút nước vào miệng, sau đó ngẩng đầu để nước chảy xuống cổ họng. Về sinh sản, gia phối diễn ra từ giữa tháng 5 và tháng 8 với trứng được đẻ vào tháng 9. Tổ đẻ thường là nơi ở của một con cái, tuy nhiên một nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về việc đôi khi có hai con cái cùng ở trong một hang. Mỗi lứa chứa trung bình 20 trứng, có thời gian ấp từ 7 tới 8 tháng. Rồng Komodo con dành phần lớn thời gian trong vài năm đầu đời trên cây, nơi chúng tương đối an toàn trước những kẻ săn mồi, bao gồm cả những con trưởng thành ăn thịt đồng loại, vì rồng con chiếm 10% chế độ ăn của chúng. Thói quen ăn thịt đồng loại có thể có lợi trong việc duy trì kích thước lớn của những con trưởng thành, vì con mồi cỡ trung bình trên đảo rất hiếm để tránh việc bị con trưởng thành ăn thịt, con non có chiến thuật lăn lộn trong phân hoặc vùi mình trong ruột của con mồi đã bị những con trưởng thành ăn thịt. Bốc mùi quá các con rời ạ. Rồng Komodo con mất khoảng 8 đến 9 năm để trưởng thành và có thể sống tới 30 năm.